đang hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên gây tò mò khi chia sẻ, gom hết nhớ nhung và quên lãng. Lệ Quyên có ẩn ý gì đây? Mới đây, Lệ Quyên đã khiến người hâm mộ tò mò khi chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh mới cùng nội dung một dự án ra mắt dịp Noel có tính sát thương cao. Thổn thức, mặn mòi xuyên qua tim mới cất thành lời hát, gom hết cả nhớ nhung lẫn quên lãng. Có thể thấy được rằng Lệ Quyên đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc kết hợp cùng nhạc sĩ Hoài Sa. Tuy nhiên với chia sẻ gom hết cả nhớ nhung lẫn quên lãng thì chắc chắn đây sẽ là một bản ballad buồn da diết vào mùa Noel năm nay. Là nữ ca sĩ hiếm hoi ra mắt các sản phẩm âm nhạc, thế nên lần trở lại này của Lệ Quyên rất được người hâm mộ nôn nóng để thưởng thức. Với những chia sẻ từ Lệ Quyên, đây hứa hẹn sẽ là ca khúc chống chỉ định dành cho hội thất tình mùa Giáng sinh năm nay. Trong đoạn clip nhá hàng, không chỉ được khen ngợi về giọng hát, Lệ Quyên còn nhận được nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc và thần thái điềm tĩnh nhưng lại rất sang chảnh ở tuổi tứ tuần. Nhờ vào thói quen sinh hoạt hợp lý, kết hợp với chế độ tập luyện thể hình đều đặn mà nữ ca sĩ luôn tự tin diện những bộ trang phục bó sát, lộ đường cong cơ thể quyến rũ mỗi khi đi diễn. Đặc biệt sau khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp và mặn mà. Có lẽ do thăng hoa trong tình yêu nên giọng hát của nữ ca sĩ ngày càng cảm xúc và luôn nhận được sự yêu thích đặc biệt từ khán giả.